Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày mùng 2 tháng 2 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin ấn tượng Tết Nhâm Dần bỏ chợ ra đường. Thành ngữ đông như chợ Tết đã thành lạc hậu với Tết Nhâm Dần. Chợ Tết năm nay người mua kẻ bán lèo tèo đến mức có thể chạy xe máy thong dong trong chợ nếu không bị dân phòng bảo vệ chặn đường. Tác giả Gió Bắc có bài bình luận về lý giải vì sao chợ Tết vỉa hè năm nay ở Việt Nam có vẻ phát triển mạnh thay vì những chợ truyền thống. Các siêu thị ầm ĩ quảng cáo chương trình khuyến mãi nhưng người nghe chủ yếu là các nhân viên đang ngồi ngáp vặt. Ngược lại, từ thành thị đến nông thôn, lề đường đã thành chợ. Không chỉ nông dân tự sản tự tiêu nông sản mà cả tiểu thương lẫn các thương lái đã đưa nhiều chuỗi cửa hàng ra lề đường. Trên dọc đường đi, khách hàng có thể mua đủ loại hàng Tết, rau quả, hoa tươi, bánh mứt, thực phẩm tươi sống, hàng công nghệ, vân vân. Bỏ chợ ra đường là ấn tượng rõ nét của Tết Nhâm Dần. Đây là bước tiến hay lùi của xã hội? Câu hỏi được đặt ra. Đây là hình ảnh nhiều chủ nhà vườn tâm sự chợ hoa Tết ở công viên 23 tháng 9 năm nay ít khách hơn mọi năm. Buôn có bạn, bán có phường. Trong thời sản xuất tiểu nông xa xưa, ông bà đã có chú ý đến việc tập trung và chuyên sâu hoạt động kinh doanh dịch vụ. Hà Nội nổi tiếng với 36 phố phường chuyên môn hóa các ngành nghề. Sài Gòn nổi tiếng với chợ Bến Thành sang trọng với những chợ đầu mối lâu đời. Tết là cơ hội mua sắm không chỉ cho sinh hoạt Tết mà cho cả năm. Người ta không chỉ ăn uống quả cáp mà còn sắm sửa trang trí nhà cửa. Tết và chợ đã gắn liền với nhau và là điểm nhấn mạnh rất quan trọng trong cuộc sống, sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của người Việt. Chính nhu cầu mua bán quá lớn trong dịp Tết đã phát sinh thêm những chợ đột xuất mang tính thời vụ như chợ Hoa Nguyễn Huệ lừng lẫy một thời gắn với hoài niệm của biết bao người dân Sài Gòn. Ở mỗi tỉnh thành, huyện thị, chợ Tết cũng là nơi tập trung đông đúc nhất, nên ở nông thôn có lệ là cứ 26 từ 26, tức là nếu năm đủ là 25 âm lịch, nếu năm thiếu sẽ bán chợ đêm cho đến cuối năm để đáp ứng yêu cầu mua bán không gò bó giờ giấc. Nhiều ngôi chợ huyện ngày thường chỉ bán một buổi sáng, đến Tết đã mở bán 24/24. Tết cũng là cơ hội để nông dân, thợ thủ công tự sản, tự tiêu hàng hóa như hoa kiểng, tranh dân gian, đồ thờ mỹ nghệ, đồ gia dụng thủ công, vân vân. Những hàng hóa này có thể được bày bán ở dọc các đường phố quanh chợ, tạo nên sự sung túc đông vui cho chợ ngày Tết. Đây là những hoạt động thời vụ không chuyên, nhỏ lẻ. Có người mang vài cành mai, vài chậu cúc, vạn thọ ở nhà trồng. Có người đặt cái bàn về tranh cắt bóng. Có những bà già quê bày một gánh bán ôn bán mứt gừng, mứt me. Thế nhưng Tết Nhâm Dần nổi lên ấn tượng lại khác. Hầu hết các mặt đường, lề đường từ thành thị về đến nông thôn, quốc lộ, tỉnh lộ, hương lộ đều bày bán đủ loại mặt hàng. Đây là hình ảnh dưa hấu bán dọc quốc lộ ở Long An. Người bán không phải là người tự sản tự tiêu tại địa phương mà mua bán chuyên nghiệp từ nhiều nơi khác lẫn nhau. Họ mua hàng từ người sản xuất, nhà cung cấp rồi đem ra lề đường để bán lẻ. Phổ biến nhất là hoa và trái cây ngày Tết. Hai mặt hàng rất thông dụng. Ngoài ra các mặt hàng bánh mứt, thực phẩm chế biến, quần áo, hàng công nghệ phẩm cũng theo chân tiểu thương bỏ chợ chạy ra đường phố. Một thí dụ điển hình là trên quốc lộ 1A, từ ngã ba Thủ Thừa đến cầu Voi, hàng chục năm qua đã hình thành chợ dưa hấu tập trung dài tới hơn 2 km, có khoảng vài trăm gian hàng. Năm nay đã phát sinh thêm hàng chục người khác dựa vào nằm rải rác trên quốc lộ ở những đoạn đường khác nhau. Ở Sài Gòn, sau khi xóa chợ hoa Nguyễn Huệ, thì làng hoa, Gò Vấp, công viên, Gia Định là những nơi chợ hoa tập trung, nhưng năm nay người ta có thể mua mai, đào và tất cả các loại hoa ở bất cứ con đường nào của Sài Gòn. Ở nông thôn có những thớt thịt heo nổi lên đoạn đường trống trải, nhiều bãi đất trống bên lề đường bày bán giày dép, quần áo, hàng nhựa. Với trái cây, hoa kiểng thì khỏi bàn, cứ 500 thước lại có một bàn bán hoa kiểng, trái cây, hoàn toàn không phải là hàng tự tiêu, tự sản, mà cây kiểng được tạo chuốt hình chuyên nghiệp. Mai thường có mai dáng cổ, mai bonsai, mai tạo hình ngọn đuốc, vân vân.
bông giấy cũng phổ biến, đặc biệt là bông giấy một gốc nhiều màu, cúc thi gờ, thân cao, trồng trong chậu xi măng, vốn là mặt hàng sang trọng trong các chợ hoa, nay cũng đổ bộ về đồng, nằm rải rác trên mặt đường. Song song với việc bùng nổ của chợ lề đường là tình trạng thưa thớt, heo hắt của các khu chợ Tết truyền thống. Đây là hình ảnh hàng bán bên trong khu chợ Bà Triều. Các siêu thị cũng không thoát khỏi tình trạng vắng vẻ, dù cho hệ thống loa nội bộ và các tờ rơi quảng cáo khuyến mãi được chuyển phát khắp nơi. Vì sao có hiện tượng bỏ chợ ra đường như vậy? Hiện tượng này tốt hay xấu cho xã hội? Câu trả lời chính xác xin dành cho các chuyên gia và nhà quản lý. Nhưng trong cái nhìn trực quan cảm tính của người quan sát, xin nêu ra đây vài suy nghĩ. Tình trạng buôn bán nhỏ lẻ đã tạm bỡ bên lề đường ở miền Nam chỉ bắt đầu phát sinh thời bao cấp, ngăn sông, cấm chợ. Hoạt động thương mại bình thường bị bóp nghẹt, hàng hóa khan hiếm, đời sống khó khăn, thiếu thốn, nên từ cái áo cũ đến kỷ vật ngày cưới đều có thể trở thành hàng hóa để mua đi bán lại. Một cô giáo hiền thục trên bục giảng buổi sáng có thể biến thành bà bán hàng chợ trời sẵn sàng, nanh nọc, ứng phó với công an, nhân viên trật tự. Những bà mẹ quê chân chất có thể trở thành con buôn đường dài, độn thịt heo, tôm khô, vào ngực và bụng để qua mặt quản lý thị trường. Tình trạng mà Đảng và Nhà nước gọi tên là chợ tạm, quán cóc, buôn bán tự phát, không tuân theo sự lãnh đạo của Đảng, vẫn tiếp tục âm ỉ hoạt động từ ấy đến nay ở mức độ thấp hơn. Nhưng mấy tháng phong thành, chống dịch như chống giặc trên toàn quốc vừa qua đã kích hoạt việc mua bán nhỏ lẻ trên lề đường trở lên bùng phát. Đây là hình ảnh bách hóa vỉa hè ở Sài Gòn. Không thể chờ chú bộ đội, bà tổ trưởng đi chợ hộ với giá trên trời với những đơn hàng combo đính kèm. Cần thịt phải mua thêm trứng sữa, cần đường phải tậu rau xanh. Người sản xuất không thể để hàng hóa, nông sản mục nát, thối rữa trong khi chờ nhà nước thu mua để giải cứu được. Người dân phải tự cứu, tự giải quyết ách tắc bằng kiểu mua bán nhỏ lẻ khi đã sinh, đã thành, thói quen thì rất khó diệt. Tết là cơ hội mua bán, lề đường, thành chợ là điều tất nhiên. Nguyên nhân thứ hai để mua bán, lề đường bùng phát đó là cung cách quản lý chặn tận cổ lột sạch của chính quyền Cộng sản. Ngày xưa, chợ Tết được mở rộng phạm vi hoạt động có khu vực riêng cho người tự sản, tự tiêu. Người mua bán thời vụ họ chỉ phải đóng thuế hoa chi mà không phải đóng môn bài như tiểu thương chuyên nghiệp và cố định. Ngày nay, muốn được bán hàng trong chợ Tết thì đủ thứ thủ tục tiền lót tay, thuế phí. Ra lề đường bày bán thật thong dong, nếu là đường phố thì thương thảo với chủ nhà trả nước cho công an khu vực. Nếu là nông thôn thì tha hồ vô tư. Trong xã hội ổn định, người tiêu dùng thông minh sẽ ưu tiên chọn mua hàng có thương hiệu, nguồn gốc để yên tâm về chất lượng, giá cả. Nhưng ở Việt Nam, siêu thị vẫn để lẫn hàng điêu, giá cả khi thăng, khi giáng. Bách Hóa Xanh, một trong những hệ thống bán lẻ được ưu tiên hoạt động cung ứng hàng hóa trong mùa dịch, giờ chừng như đã đổi màu, không còn thân thiện, chất lượng và giá cả hàng hóa cũng đã mất quân bình. Đây là hình ảnh chợ cóc, chợ trộm, hộ vỉa hè. Người tiêu dùng không có yếu tố xác đáng để có thể lấy được niềm tin, chất lượng làm tiêu chuẩn lựa chọn nên đã điền vào chỗ trống bằng tiêu chuẩn thuận tiện và giá rẻ. Đa số người Việt đi lại bằng xe máy nên mua sắm lề đường là thuận tiện nhất. Không phải mất thì giờ, chi phí gửi xe, chỉ dừng xe, chân trên chân dưới là có thể chạm tay vào để chọn hàng. Việc gì phải mất thì giờ vào chợ. Thói quen và niềm tin giao dịch mua bán lề đường hình thành qua mùa dịch đủ tạo niềm tin cho khách hàng yên tâm với các đối tác lề đường. Đứng về khoa học quản lý việc buôn bán lề đường sẽ vô hiệu hoàn toàn các quy định về tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Mà lẽ ra phải quản lý theo chuỗi từ nguyên liệu cho đến bàn ăn. Những quy tắc về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, trách nhiệm hậu mãi v.v. của việc buôn bán lề đường cũng là thứ xa xỉ, đừng mơ. Ảnh hưởng kinh tế giảm sút nặng nề trong năm qua, thu nhập người dân nói chung giảm sút. Tiêu chuẩn giá rẻ của hàng hóa lề đường đánh đúng vào nhu cầu số đông của người tiêu dùng, nên nó càng làm cho sự lựa chọn ưu tiên. Nói cho cùng, bỏ chợ ra đường là thành quả
của chống dịch như chống giặc. Mỗi phường, mỗi xã là một pháo đài, lô cốt của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính. Nó sẽ kéo lùi văn hóa tiêu dùng của xã hội xuống rất nhiều năm và việc khắc phục không phải dễ dàng nếu chính phủ thực sự có quyết tâm. E rằng chính phủ đang bận mướt mồ hôi vì nhiều việc khác nên nhân dân anh hùng cứ yên tâm mua bán bên lề đường. Kính mời các bạn xem bản tin Người Việt Hải Ngoại vận động đề cử Phạm Đoan Trang cho giải Nobel Hòa Bình. Cộng đồng người Việt ở nhiều nơi đang vận động đề cử nhà báo, nhà hoạt động Phạm Đoan Trang cho giải Nobel Hòa Bình vì đã đóng góp nổi bật của cô trong việc đấu tranh giành quyền tự do, dân chủ cho người dân Việt Nam. Dẫn chứng thông cáo báo chí của Ủy ban giải Nobel Hòa Bình khi trao giải Nobel Hòa Bình năm 2021 cho Maria và Dmitry về những đóng góp của họ để bảo vệ quyền tự do ngôn luận. Tuyên cáo chung của chiến dịch vận động đề cử cho nhà báo Phạm Đoan Trang nói cô xứng đáng là một ứng viên cho giải thưởng danh giá này. Đây là hình ảnh nhà báo Phạm Đoan Trang đã bị chính quyền truy đuổi gắt gao trước khi bị bắt. Hôm 14 tháng 12 năm 2021, Phạm Đoan Trang cũng bị kết án 9 năm tù với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Hy sinh cả tuổi xuân để tranh đấu cho lý tưởng của tự do, cô Phạm Đoan Trang xứng đáng được đề cử giải Nobel Hòa Bình để đại diện cho tất cả những nạn nhân đã bị chế độ của Đảng Cộng sản Việt Nam bức hại trong suốt 70 năm qua vì đã đấu tranh cho các quyền căn bản của con người. Tuyên cáo nói, sau khi tóm được những thành quả nổi bật và các giải thưởng quốc tế về nhân quyền mà Phạm Đoan Trang đã nhận trong suốt hơn 10 năm hoạt động trước khi cô bị bắt giam vào ngày 6 tháng 10 năm 2020. Xứng đáng, nhà văn Cung Thị Lan, Chủ tịch Văn bút Việt Nam Hải ngoại nói với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ rằng bà ngưỡng mộ tác giả trẻ không chỉ vì sự can đảm về tài năng của cô. Phạm Đoan Trang đòi hỏi nhiều hơn, đó là tự do dân chủ cho toàn Việt Nam, chứ không phải tự do chỉ cho riêng Phạm Đoan Trang. Điều này rất khó. Đó là mục tiêu rất lớn, lòng khao khát cho cả dân tộc, chứ không phải chỉ ích kỷ cho bản thân của mình. Nữ nhà văn đang sống tại Mỹ nói về một trong những lý do khiến bà ủng hộ cho việc vận động đề cử cho Phạm Đoan Trang. Bà Cung Thị Lan và tổ chức Văn bút Việt Nam Hải ngoại, chi nhánh Văn bút Quốc tế đã tổ chức rất nhiều hoạt động ủng hộ cho nhân quyền tại Việt Nam trong những năm vừa qua. Bà cũng là người đã viết thư yêu cầu Phó Tổng thống Kamala Harris trong chuyến thăm Việt Nam năm ngoái hãy đề cập đến vấn đề nhân quyền và đòi Hà Nội trả lại tự do cho Phạm Đoan Trang và các tác giả đang bị giam cầm. Nói về gương mặt đại diện cho thế hệ trẻ cầm bút, nhà văn Cung Thị Lan cho biết, khi tôi theo dõi và đọc tiểu sử và những tác phẩm của từng cá nhân đấu tranh cho Việt Nam, tôi thấy mỗi người đều có những điểm tích cực mà mình thích. Nhưng với Phạm Đoan Trang, bản thân tôi thấy Phạm Đoan Trang xứng đáng được giải Nobel Hòa Bình. Thứ nhất, Phạm Đoan Trang là nữ. Ở tù đối với phụ nữ không phải là dễ, và tác phẩm của Phạm Đoan Trang có tính chất thu phục lòng người. Đây là hình ảnh hàng loạt tác phẩm của nhà xuất bản Tự Do và những cuốn sách do chính Phạm Đoan Trang viết đã được xuất bản để phổ biến về tự do, dân chủ, nhân quyền. Đối với giải Nobel, không phải chỉ là cá nhân đó đã có tính can đảm mà ngoài bút của họ thu phục được người đọc. Tôi nghĩ điều đó đã đưa đến việc tất cả mọi người, không phải chỉ cộng đồng người Việt, mà nếu theo dõi sát sẽ thấy trên thế giới, như vào trang Văn bút Quốc tế, Văn bút của Anh, Văn bút của Đức v.v., thì sẽ thấy nhiều người trên thế giới ủng hộ tác giả Phạm Đoan Trang. Cùng chung nhận định với bà, nhà văn Cung Thị Lan, bác sĩ Đỗ Văn Hội, đồng chủ tịch Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại Việt Nam đã nói với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ rằng nữ nhà báo Phạm Đoan Trang khiến cho ông nể phục về sự can đảm và cả cách đấu tranh rất ôn hòa của cô. Ông nói, những người tranh đấu là rất đáng nể phục rồi, dưới một chế độ lúc nào cũng đe dọa. Thứ hai, cô ấy đấu tranh rất ôn hòa. Và thứ ba, cô ấy nói lên được tất cả những gì tranh đấu cho Việt Nam, muốn hiện không có tự do dân chủ, tự do ngôn luận. Mà cô ấy dám là làm những điều đó là tranh đấu cho tự do ngôn luận, xuất bản sách trong nước. Những cuốn sách rất có lợi cho người dân, tất cả mọi thời đại và bất cứ ở đâu. Mang lại hy vọng. Sinh ra sau năm 1975, Phạm Đoan Trang thuộc thế hệ được gọi là lớn lên dưới mái trường xã hội chủ nghĩa.
đây là hình ảnh Phạm Đoan Trang với bản báo cáo đồng tâm song ngữ lên án tội ác của nhà cầm quyền đối với người dân đồng tâm. Nhưng cô cùng với nhiều nhà hoạt động trẻ khác đã mang đến niềm hy vọng về một tương lai Việt Nam tốt đẹp hơn cho những người thuộc thế hệ trước, nhất là những người đã từng được sống và được thở bầu không khí tự do dân chủ ở miền Nam trước năm 1975, theo nhận định của bác sĩ Đỗ Văn Hội. Trong môi trường xã hội chủ nghĩa thì đương nhiên ai theo chính quyền sẽ được hưởng lợi, còn ai đi ngược lại sẽ bị chủ dập ghê lắm. Vậy mà cô Phạm Đoan Trang đã nói lên được theo lương tâm của nhân loại, chứ không phải chống đối gì cả. Đó là tự do, dân chủ, nhân quyền. Nếu thế hệ trẻ tiếp nối được điều đó thì rất có lợi cho đất nước của chúng ta. Bác sĩ đã bày tỏ như vậy với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Nhà văn Cung Thị Lan thì cho rằng có hai yếu tố đã làm nên một thế hệ trẻ sáng suốt, không rơi vào quỹ đạo bị nhồi sọ của hệ thống giáo dục xã hội chủ nghĩa. Đó là tính đặc tính thông minh của người Việt Nam và sự phát triển của công nghệ, đặc biệt là sự xuất hiện của Internet và mạng xã hội. Nhờ Internet và rất nhiều thông tin trên mạng, các em học hỏi, tìm hiểu và thấy rằng những điều học ở nhà trường hay những điều được tuyên truyền trong xã hội là hoàn toàn khác với những kiến thức mà các em có thể tiếp thu được ở Internet. Ngoài việc đồng thành lập tạp chí luật khoa chuyên phổ biến những kiến thức và thông tin về luật pháp, chính trị và nhân quyền, những tác phẩm gây tiếng vang của Phạm Đoan Trang như Chính trị bình dân, Phản kháng phi bạo lực, Cẩm nang nuôi tổ v.v. là những tác phẩm được Trang viết theo cách bình dân nhất, nhưng lại có khả năng khai phóng nhiều người và trở thành những tác phẩm khiến cho nhà cầm quyền hoảng sợ, theo nhận định của tuyên cáo. Đây là hình ảnh nhà báo Phạm Đoan Trang được trao giải tự do báo chí của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới ESF vào năm 2019. Trong bức thư viết vào ngày 27 tháng 5 năm 2019, hơn một năm trước khi bị bắt, Phạm Đoan Trang nói bà có ba tâm nguyện mong muốn cộng đồng thực hiện. Đó là vận động thông qua luật bầu cử mới, luật tổ chức quốc hội mới, quảng bá các sách bà viết và biến việc bà đi tù trở thành cơ hội để thế giới dân chủ đàm phán với nhà nước, đòi thông qua luật bầu cử mới và luật tổ chức quốc hội mới. Những đóng góp của Phạm Đoan Trang cho dân chủ, nhân quyền đã được nhiều tổ chức quốc tế ghi nhận qua các giải thưởng như giải Homo Homini của Tổ chức Nhân quyền PewPo tại Tiệp Khắc năm 2017, giải Nhân quyền Việt Nam của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam năm 2018, giải thưởng về tự do báo chí của Tổ chức Ký giả Phóng viên Không Biên Giới ESF vào năm 2019, và gần đây nhất là giải thưởng Martin Ennis của Tổ chức Nhân quyền tại Thụy Sĩ. Giải này đã được trao cho cô vào ngày 19 tháng 1 năm 2022 sau khi Phạm Đoan Trang bị kết án tù 9 năm với tội tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo nhà văn Cung Thị Lan, một trong những tiêu chí quan trọng đối với các ứng viên của giải Nobel Hòa Bình là họ phải vượt ra khỏi nỗi sợ hãi, không bị ràng buộc hay ảnh hưởng bất kỳ sự kiểm duyệt hay kiểm soát nào. Khi một nhà văn viết mà không sợ, nghĩa là viết đúng lương tâm, mục đích, hướng thiện thì mới xứng đáng được giải Nobel. Đây là hình ảnh Phạm Đoan Trang bị an ninh cộng sản chặn đánh đến gãy chân. Đến khi cô bị bắt vào tù, vết thương vẫn chưa lành. Tôi thấy có những nhà văn sợ rằng viết ra thì sẽ bị cái này cái kia, mà sống trong xã hội ở Việt Nam thì làm sao mà không sợ cho được. Sẽ bị trực tiếp hoặc gián tiếp có những công kích. Nhưng đối với Phạm Đoan Trang, tôi thấy tôi phải ngưỡng mộ tác giả Phạm Đoan Trang vì trong hoàn cảnh như vậy mà Phạm Đoan Trang dám nói và dám viết rằng chỉ muốn tự do, dân chủ cho toàn dân tộc, chứ không phải tôi ra khỏi tù cho tôi. Điều đó rất thu phục tôi. Giữa bối cảnh các thế hệ cha anh, những người đã đổ xương đổ máu cho lý tưởng tự do, dân chủ trong thời chiến đang dần qua đi, bác sĩ Đỗ Văn Hội nói những tấm gương tranh đấu ôn hòa, can đảm và hiệu quả như Phạm Đoan Trang chính là một tín hiệu rất đáng mừng cho tương lai của đất nước. Chiến dịch vận động đề cử hiện đã nhận được rất nhiều ủng hộ từ các tổ chức và cộng đồng người Việt ở nhiều nơi, bao gồm cả các tổ chức như Thanh niên Canada tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam, Việt Empty, cộng đồng người Việt Nam tự do tại Ottawa, Tổ chức Văn hóa Việt Nam Ottawa, Canada Việt Nam Network, Hội người Việt Nam tại Scotland, Voice Canada, Hội người Việt tự do và rất nhiều những hiệp hội khác. Và với việc đề cử cho giải Nobel lần này thì Phạm Đoan Trang rõ ràng là người luôn xứng đáng.